ở Georgia, và cái ngày tuyên thệ, lễ tuyên thệ nhậm chức á, thì gương lại cô này là mặc một cái áo dài tuyệt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thường thường anh để ý anh coi tất cả những người nào mà làm trong cái ngành hành pháp hoặc là chính quyền Mỹ, bất kể một là ta bận đồ vét nữ hoặc đồ Đúng vét rồi. nam, chắc không bao giờ ta Đúng. bận ai khác, mà Đúng rồi. đặc biệt cái cô này nhậm chức lại là một cái áo dài truyền Dạ. thống, tôi thấy nó đẹp tuyệt vời anh, và tôi hoan hô và tôi cảm thấy tôi mừng quá, tôi mừng Dạ. quá. Thế từ vì đó tôi cái like này tôi anh xin anh nói nó nói chút chút về cái anh cái rằng về bên này sọt xà cô này không, tiểu sử chắc chắn là Dạ. không biết. Dạ thưa anh thì ở mình cũng chỉ biết tin tức là cô Georgia là cô là người Việt Nam đầu tiên được biến thành được đắc cử thành nghị sĩ tiểu bang. Tôi chiều hôm nay tôi có đọc cái những lời nói, lời phát biểu, những cảm tưởng của cô ấy khi cô ấy đứng ra cô tuyên thệ. Thì thứ nhất là tôi nhìn thấy áo dài màu xanh, và đặc biệt hơn nữa là trên nó không có cái lá cờ vàng. Thì khi mà tôi nhìn như vậy thì tôi rất là cảm động. Tại vì và sau đó thì tôi lại đọc được những cái đoạn cảm tưởng của cô, là khi cô nói về cô đã nhìn thấy những lá cờ vàng đang nằm trong cái đám quân phản loạn đi tấn công vào và đột nhập vào điện Capitol ngày chiều ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tôi biết là cô rất là phẫn nộ. Phẫn nộ là phải theo tôi ấy, thì là thế này. Tôi nghĩ là cô đã biết là những cái điều mà cô sống được ở khi cô sống lên ở đây, những cái điều gì mà có gia đình cổ hay là hàng xóm của cổ, cộng đồng của cổ nói về cái lá cờ vàng, tuyên dương cái lá cờ vàng màu sắc đỏ, thì tại vì những cái điều gì cô nhìn thấy ở trên tin tức từ ngày 6 tháng 1 đến bây giờ ngày 15 tháng 1 thì đã gây cho cô những sự rất là xúc động. Xúc động ở trên này, và tôi nghĩ đó là một hành động rất là tốt, rất là giản dị, rất là tốt để cô ấy. Thứ nhất là mình cách ly con người cô ấy ra khỏi cái lá cờ vàng. Và tôi nghĩ lần này là cô ấy sẽ cách ly vĩnh viễn ra khỏi lá cờ vàng. Để làm chi vậy anh? Để là mình không tạo thêm những cái sự hiểu lầm của những người Mỹ chung quanh mình. Chính Thưa xác, anh George, chính xác. thưa anh, thì và tôi nghĩ là tôi cũng rất mừng là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người Việt Nam có một, nhờ là tại vì trẻ, nhờ có tinh thần dấn thân và giờ mình nhờ có cái sự phản tỉnh, nhờ có sự phản tỉnh anh, thì đại khái những người trẻ mà lớn lên ở đây mà rồi nó có đi học hành thì nó sẽ phản tỉnh, rồi đến lúc nào nó sẽ phải là đối diện với cái sự thật hiện tại là những cái gì mà người ta dạy cho cái cô ấy lớn lên ở đây được trải qua cái nền văn hóa mình nói chung là văn hóa cờ vàng, thì những cái lời hoa mỹ mà cô đã nghe được, những cái truyền thống ảo tưởng mà người ta Theo dệt, đã theo dệt tôi và đã đè dồn vô đầu cô ấy là không phải là như vậy. Và vì hiện tại bây giờ cái lá cờ vàng đó đã là một cái điều một cái biểu hiệu để những người Việt Nam, những người Việt kiều Mỹ tụ họp lại để lật đổ cái chính phủ này, và cái điều đó là một điều rất là nguy hiểm cho từng người Việt Nam một. Và tôi nghĩ cái hành động của cô rất là khôn ngoan, thứ nhất là để bảo vệ cái vấn đề bảo vệ cái an ninh cơ thể và không gây ra những hiềm khích, chẳng được ích lợi gì cả. Đấy là cái sự suy nghĩ của mình thưa chính anh. xác à, theo ý anh thì tôi rất là hoàn toàn đồng ý, và tôi cảm thấy cô này rất là khôn khéo, là bởi vì ngay thời điểm này cái người Mỹ họ đang tức giận về cái lá cờ đó, nói thẳng là vậy. Thì anh cũng nói là 51% những người thì cô này cổ cũng là dù muốn cũng là đại diện, cũng là một cái dân biểu,
gốc gốc Việt, thì cô ấy làm như hình thức như vậy thì cô ấy rất ư là khôn ngoan và không tạo thêm cái sự căm thù và phẫn uất của những người kia khác, xoa dịu đi. Đó điểm nhất. Điểm thứ hai nữa là cái gì thật là thật anh, cái gì nó đúng. Cái thời của mình, thời tôi và anh thì chúng ta, anh phải hiểu rằng tôi và anh đều nằm ở đứng ở dưới cái lá cờ đó, cái điều đó không ai phủ nhận cả. Đòi ra nhưng cái điều đó là thuộc về quá khứ rồi. Nó đi cái nghĩa là ý đó là lịch sử đã sang trang rồi. Và nó không còn ở hiện diện trên cái cõi đời này nữa. Thì chúng ta thương nó, chúng ta mến nó hoặc chúng ta hoài niệm về nó, chúng ta nên cất giữ trong tim chúng ta. Theo tôi nghĩ, từ cái ngày mà tôi qua nước Mỹ là mấy chục năm rồi, tới cái ngày mà tất cả khi mình lên cái mạng, tôi chưa bao giờ nó đụng chạm tới cái lá cờ gì cả. Tôi chưa bao giờ. Và dù muốn dù không, anh nói thiêng liêng thôi, ok, tôi cũng là đối Việt, đối với tôi cũng có một thời gian quá khứ. Từ nhỏ đến tới tuổi đi lớn, tới 1975 đi, cũng là 20, gần 30 tuổi, nói thẳng là vậy. Thì nó có anh cũng giống như tôi thôi, thì có nghĩa là chúng ta hoài niệm về điều quá khứ. Nhưng mà cũng không nên, là bởi vì nó chết rồi, nó không còn ở trên cõi đời nữa. Và con mình thời là bởi vì sao, cái gì mình cảm thấy mình không đạt được mục đích thì mình bỏ, mình buông. Bây giờ hở ra cái nói là lợi dụng cái lá cờ đó để mà phục quốc, trời ơi anh nghĩ sao vậy? Cái điều này kêu anh hái sao trên trời mà có cái gì đâu mà anh phải phục quốc. Anh thấy tôi nói rất trăm ngàn lần rồi, tất cả những cái vị tướng lãnh, tất cả những cái vị nguyên thủ ngày xưa là Nguyễn Văn Thiệu, rồi phó tổng thống là Nguyễn Cao Kỳ, đều nói cái một lời ý cho nó. Có nghĩa là Nguyễn Văn Thiệu đó là một nhà nước hợp pháp được Liên Hiệp Quốc công nhận, còn ông Nguyễn Cao Kỳ thì nói có bắt cho Tây cho Tàu gì đâu mà phải đi phục quốc. Mà hai người đó là một người là tổng thống, một người là phó tổng thống, chứ không phải kiểu như mà dân bây giờ mà nói đâu. Đó là cái lời đó rất là giá trị và tới đây còn lưu truyền trên tất cả những cái video clip vẫn còn đấy. Thì tôi nói cho anh nghe nè, ở đây mình không đã phá, nhưng mình cảm thấy là buồn. Buồn ở chỗ là khi mà đem cái lá cờ đó ra mà để mà làm một cái chiêu bài hoặc là những cái chuyện mà sử dụng vào mục đích không chính đáng, thì cái điều đó là thực sự là nguy hiểm rõ ràng. Và bây giờ cái sự nguy hiểm nó đã bắt đầu rồi, anh thấy rõ ràng đó. Thì bây giờ FBI nó đã vào chùa rồi, nó đã ly lùng sục rồi, ở chỗ nào mà cảm thấy mà nó nghi ngờ là nó bục. Mà tại làm sao nó không nghi ngờ các chủng tộc khác mà nó nghi ngờ chủng tộc Việt Nam đó. Thành ra chính mình quăng cái dây thòng lọng rồi mình tự đưa cổ mình vô mình thắt, cái điều đó không nên. Anh mình thấy nó rất là stupid, thấy đồng ý không, nói không. Thì tôi thấy cái bà này mình thấy nó hơi ngạc nhiên. Tôi cũng thấy ồ bà này mấy dân gốc Việt, bà này mà leo lên tiếng chức đó chắc là lẽ cũng đẻ ở đây quá không đứa qua đây tuổi 2 tuổi gì đó, đại khái là giống như con mình gì đó. Hello con, hello con, hello thế không. Thì bà này đấy, bà bà đi đây này mà bà tự nhiên bọc áo dài lên mới nhậm chức. Mình thấy mình ngạc nhiên anh, rồi mà cảm thấy mình ngạc nhiên, từ ngạc nhiên mình mới cảm thấy à thế là cái bà này rất là hay đó. Thì tôi cũng muốn làm một cái video để mà tôi với anh lên ngồi bàn cái chuyện này mình nói theo kiểu là mình rất là quan nghênh trên cái vấn đề này. Thưa anh đúng, rất là quan nghênh vấn đề này. Dạ. Nếu tất cả mọi người Việt mà nếu nghĩ được cho như giống như cô ấy thì chúng ta sẽ là tuyệt vời rồi. Rồi thưa anh là tôi rất là mừng là cô đã có cái lòng can đảm như vậy. Can đảm đã có những hành động và những cái lời nói như vậy. Và cái hành động đó, cái lời nói đó sẽ là gương khuôn mẫu cho tất cả những người Việt Nam mình. Tôi hy vọng sẽ là cái khuôn mẫu cho tất cả những người Việt Kiều ở đất Mỹ này. Theo đó mà làm. Đúng rồi. Cách ly ra khỏi cái lá cờ vàng, đừng có mang nó ra ngoài đường nữa. Tại vì thưa anh, cái Georgia là cái tiểu bang mà nó rất là cần sơ, rất là bảo thủ. Ở Georgia đó thưa anh. Cái lá cờ mà Confederate và cái lá cờ Đông Kết Đôn Mi đó là nó rất là mạnh. Thì bây giờ đó thưa anh, cái lá cờ vàng ba sóc đỏ của mình bây giờ nó ngang hàng với hai cái lá cờ đó. Thì nó liệt vào cái thành phần khủng bố rồi mà. Dạ. Thì điều đó cũng nghĩa rằng mình có một số bạn nhưng mà kẻ thù mình thì rất là nhiều. Tôi không muốn nói chuyện là khó khăn với nhà nước, tôi không có nói như vậy. Tôi chỉ cái vấn đề tôi lo, vấn đề mà tôi quan ngại là
những sự an ninh cơ thể của người mình, của người Việt kiều của mình ở ngoài này, vì những người hàng xóm láng giềng của tụi mình, vì những người hàng xóm mà nó họ rất ghét những cái lá cờ đó, đại khái như cái lá cờ Confederate và cái lá cờ Don't Tread on Me. Tại vì cái cuộc chiến đó anh, bây giờ mình trở dở lại cái cuộc chiến nội chiến của Hoa Kỳ, nó khởi đầu năm 1860, nó chấm dứt năm 1985, tháng 4 năm 1985, và đến bây giờ nó còn, nó cái sự xung đột của nó đến bây giờ nó vẫn còn, và nó đã xảy ra trong quá khứ rất nhiều, và ngay bây giờ nó đang xảy ra ở trên Washington DC. Thì tôi rất là mừng khi tôi thấy cô Bi Nguyễn này cũng đã làm được những cái điều đó. Những cái điều đó, thưa anh, tôi nghĩ là năm trước rất là khó để mà làm, hay là mùa bầu cử kỳ trước. Tại vì tôi đã nhìn thấy bên này ở San Diego, ở California của mình này, có cái cô Janet Nguyễn, cũng là Janet Nguyễn. Đúng rồi. Anh nhớ có câu chuyện cô Janet Nguyễn. Mà sao anh ấy tiểu bang California rất là mạnh, giàu nhất nước Hoa Kỳ, mà mạnh nhất nước Hoa Kỳ. Mà cô là người nghị viên đầu tiên của Việt Nam, lên được bầu vào làm, được người Việt Nam bầu vào làm thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Mà rồi thưa anh, trong một buổi họp cũng vì cái lá cờ vàng đây mà nó cắt micro của cô, mà họ phải cắt micro của cô. Sau đó rồi phải mời một người, mình kêu là Sergeant Arm, đó là cái người cảnh sát lo trật tự đó, lôi ra ngoài em. Mà khi mà người ta lôi ra ngoài, tay cổ vẫn còn cầm micro để chửi bới. Thì đó là một cái đấy, mình nói chuyện lịch sử của Việt kiều của mình, Việt kiều trên đất Mỹ anh, cái lịch sử đó. Thì đó là một cái chuyện mà phải nhớ, và bây giờ cũng không có lâu lắm đâu, chỉ có 2-3 năm thôi. Bây giờ đấy, thì bây giờ có cô Bí Nguyễn, cũng Nguyễn này cũng dòng họ của mình, cũng làm một cái việc đó ở một tiểu bang Georgia. Mà cô này bây giờ có cái lòng can đảm và có sự phản tỉnh rõ ràng để là đã nói những cái lời nói rất là rõ ràng, và những cái hành động rất là rõ ràng, và điều đó làm tôi rất là xúc động, thưa anh. Đúng rồi, tôi cảm ơn anh nói những câu như vậy, và tôi cũng theo anh, tôi cũng nói rồi, tôi cảm thấy cô này rất ư là can đảm, và cũng nói lên một cái điều chứng tỏ là ở đây mình không phải là mình phủ nhận hay là mình chê bai bất cứ cái gì cả, nhưng mà mình chỉ nói lên cái điều là phải giữ cho những người, giữ cho tình hình, giữ cho thân thể, giữ cho tính mạng của những người Việt Nam sống tại đất Mỹ, không nên làm những cái gì tổn hại cho họ, đại khái là vậy thôi. Còn chuyện là những cái chuyện gì mình làm, mình nên suy nghĩ cho thật là chín chắn, chứ không phải lúc nào cũng kiểu như là mình cuồng rồi xong rồi mình cái gì mình cũng đổ dầu thêm lửa là không tốt. Ta như là tôi thấy cô Janet Nguyễn mà gì rồi mà ra ngoài bên để mà trình bày ra thì người ta không nói cái vấn đề cả gì Việt Nam cả, nhưng mà cô ấy lại đưa ra biết rồi. Theo tôi nghĩ là như cô ấy cũng bị một cái áp lực gì đó hay là cái gì tôi không biết, nhưng một cái điều tôi cảm thấy là hình như đa số những người nào mà đại diện pháp luật về nước Mỹ này là bắt buộc họ phải theo cờ vàng hay cờ đỏ gì đó, đại khái là kỳ cục gì đó họ không. Mà mình nhớ kỹ cái điều này chỗ này à, hầu như dân biểu ở đây đầu ra trong đó có người Việt và người Mỹ, họ chắc không phải riêng gì người Việt không, ở trong một cái tiểu bang thì có đủ loại chủng tộc mà anh. Đúng. Tại làm sao phải bắt họ phải là ưu ái cho người Việt mà không ưu ái cho người chủng tộc khác là sao? Thành ra vì có chỗ đó con đường chính trị của người gốc Việt mình đó, thường thường họ ép và buộc vào phải đấy. Đúng. Họ ép và phải nói vấn đề này, ép buộc về vấn đề kia. Ví dụ như bây giờ cái cô này có lên thì đa số những người và người dân gốc Việt hoặc là những cấp tiếng Việt là họ nó tại làm sao mà không đưa người vàng vô, tại làm sao không đưa vô, đại khái là vậy, có nghĩa là vẫn đưa vào những cái mà người ta không bằng lòng, người ta không muốn. Thì tôi thấy cái cô này rất là can đảm mà tôi rất là phục, và tôi mới cậy tôi cũng mến cô ấy, thì ra tôi cũng mở cái like mời anh nói chuyện cho nó vui. Thì nếu mà tất cả mọi người được như cô ấy ở đây, mình cứ nói cô ấy không phải là thiên vị gì cả, nhưng đúng. Mình hãy đúng chung dung ở chính giữa và theo theo những cái điều khác.
cũng giống như một cái số tội, thí dụ một cái tội A thì người Việt cũng vậy, người Mễ cũng vậy, người Mông cũng vậy, người Lao cũng vậy, chứ không phải cái đó vậy đó. Thì nào đừng đưa chính trị vào một cái chủng tộc đặc biệt nào cả, bởi vì như vậy chứng tỏ là mình không có phe, đúng không? Yeah. Đó yeah. Thì cái cô này thì cô muốn, cô này cô lên cô làm một cái điều đó mà rất là hay anh. Thưa anh, bây giờ anh vừa mới nói cái chuyện là tại sao trong 40 năm nay ai mà có làm được cái chuyện gì mà tốt tốt chút là phải có cái lá cờ vàng treo. Đây đây đây, đó anh, ý tôi muốn nói cái điều đó đó. Tức là thưa anh là cái chuyện đó nó khởi đầu là 40 năm về trước anh. Khi mà cái mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh nó dùng những lá cờ vàng này để làm những cái điều mà rất là kinh khủng anh. Chuyện đầu tiên đó là họ tiêu diệt, họ giết 6 người. Rồi, ký giả Đạm Phong rồi đó. Đấy, đại khái như vậy đó, họ giết 6 người ký giả. Thì từ đó trở về sau, tất cả những cái báo chí, báo đài ở đây thì bao giờ cũng rập theo như vậy. Theo là gì anh? Phải tuyên dương cái lá cờ vàng. Tại vì cái lá cờ vàng là ở bên này đấy, qua đến bên này, qua đến bên này thì khi mà ông Hoàng Cơ Minh cũng sử dụng như vậy đó. Thì là những người mà theo ổng như những đồ đệ của ổng, những đàn em thân thiết của ổng, những đàn em của ổng là từ hồi đó và những cái người tiếp nối sau này, chẳng hạn như ông Nguyễn Hữu Chánh, ông Hoàng Cơ Minh, ông Đào Minh Quân, những ông lãnh tụ cộng đồng, ông Vũ Huynh Trưởng ở trên đó, mấy ông to nào to đầu ở bên Texas, bất cứ một cái tiểu bang nào cũng có một những ông to đầu và bao giờ cũng lớn lên và cũng dùng cái lá cờ vàng để họ làm kiếm cách tiến thân, làm áp lực tiến thân này. Và anh để ý cho tôi, để anh để ý, anh cứ để ý cho tôi, bây giờ anh bất cứ khi nào mà anh dở cái video clip nào đó mà ra đó mà có cái lá cờ vàng đó thì bao giờ anh cũng nhìn thấy cái hình bóng của những bộ quần áo lính. Tại sao như vậy? Bây giờ cái áo lính, cái nón lính, đôi giày của lính là tại sao như vậy anh? Tại vì đó là một cái tinh thần quân phiệt. Chứ anh quân phiệt, quân đội, phiệt là thế lực, họ sử dụng cái thế lực của quân đội để họ ra lệnh làm cái việc này, ra lệnh làm việc kia, chèn ép người này, chèn ép người kia, và họ đã thành công trong vòng 40 năm nay. Rất may là lần này đó đúng vào cái mùa năm 2020 này, 21 đúng năm cái mùa mà sinh động thế này, là đúng là có lúc là cái lá cờ vàng mình bây giờ nó biến thành cái lá cờ của Confederate bằng ngang hàng. Và cái điều đó không phải là tự nhiên anh, là cái sự chiến, những sự mà chiến đấu rất là khó khăn, can trường bền bỉ của anh em cờ vàng của mình. Này của những người quân phiệt bên này, thành thử đã nó mới được nâng cao đến như vậy. Nhưng mà cũng được may là bây giờ có cô Bi Nguyễn, đây là cái điểm khởi đầu. Cô đã đứng ra cô nói là những cái điều làm như vậy là không có được, và cô rất là xấu hổ, và cô đã mặc cái áo, một cái áo mà đáng lẽ ra đây một năm về trước cô mặc cái áo đó mà đi vào thượng viện đó là phải có cái lá cờ vàng trong đó. Đó, anh rồi. Đã nhìn, anh đã nhìn thấy biết bao nhiêu cái áo dài có lá cờ vàng, đúng anh rồi. Đã nhìn thấy biết bao nhiêu cái khăn tròn cổ có lá cờ vàng, đúng rồi. Nếu mà cô muốn liên thân thì lần này nếu mà cô muốn liên thân, mà nếu mà câu chuyện mà đảo chính nó không có xảy ra đây, mà cuộc đảo chính thất bại nó không xảy ra đó. Mà nếu mà cô muốn liên thân mà cô làm việc đó, cái gì nó có làm, cái hành động quân phiệt của nó đã làm bây đến bây giờ. Ngày xưa thì nó chỉ có, ngày xưa thì cái thiệt hại nó không, nó chỉ gây khổ sở buồn phiền cho đồng bào mình thôi, nhưng mà cái thiệt hại về tính mạng, về tài sản và sinh mạng bản thân bây giờ nó đã tác động hẳn lên từng người Việt kiều ở Mỹ, ở từng tiểu bang và ở từng thành phố, thưa anh. Tôi theo ở dưới này, tôi theo dõi rất tốt cái hai cái tổ chức là Black Lives Matter and Antifa. Tôi nhìn họ, tôi nhìn họ làm việc. Tôi hỏi là đến khi mà câu chuyện đổ bể ra ngày sau cái lần đảo chính như này, tôi ngồi tôi hỏi là tại sao mình có thể dại dột tới mức độ mà mình biến thành kẻ thù của hai mấy cái người này. Tại sao mình có thể dại dột, mình biến Việt kiều Mỹ trở thành kẻ thù của hai người này, là không phải là với, tôi không nói đến cái sự khó với cái chính quyền, nguồn máy chính quyền mình không nói tới, mình chỉ nói là từng tiểu bang, từng thành phố mình biến thành kẻ thù của họ, và điều đó là điều rất là, tôi không biết nói thế nào đấy, sự suy nghĩ của mình thưa anh. Đúng rồi,
Thì giống như anh thôi, thì có nhiều khi mình cũng không biết thế nào mình nói, nhưng mà hôm nay thì mình cảm thấy là cô này và cô làm một cái động thái như vậy là mình cảm thấy rất là mừng anh. Mình rất là mừng là bởi vì bắt đầu từ đây chúng ta lại cảm thấy là mình có một cái người giống như kiểu như là mình nói sao cho hiểu, có nghĩa là xoa dịu những cái sự tức giận của người Mỹ, anh hiểu không? Và chúng ta mình làm giống kiểu nhà đối trọng, làm cho nó cán cân, nó cân bằng, anh hiểu không? Rồi Tôi hy vọng đây là lần tôi hy vọng đây là từ giờ trở đi đồng bào mình Việt kiều đất Mỹ chúng mình sẽ đúng rồi, đoàn kết đấy, lại và thấy cái cô đó làm làm gương, theo cô đó, làm gương theo cô lấy đó cái để hành cho động, lấy cái lời nói, lấy làm bắt chước những cái hành động và những cái lời nói và những tư tưởng của cô đó, cách cách ly với lá cờ vàng, cắt bỏ rời quá khứ và mình hòa mình vào cái trong trong xã hội này, muốn cầm cờ mới ghiền cầm cờ, nó cầm cái lá cờ Hoa Kỳ nó yên thân, không có làm phiền ai cả. Cái rồi. này tôi nói bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mê cầm cờ quá, mê biểu tình, mê cầm cờ, làm ơn cầm cái lá cờ Hoa Kỳ, Đúng rồi. không ai nói gì mình, tại sao cứ phải nhét cái lá cờ của mình vô đó làm gì. Thôi Thì thế là cũng đấy, tôi nghĩ là mình về cô Bí Nguyễn mình như vậy, mình tới đó đã anh ạ. dạ vâng, thôi cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Ok anh.